cho anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em mình một con xe tải trong phân khúc tầm khoảng 8 tấn nhưng mà có cái giá tiền rất là hợp lý nha. Hôm trước thì Khanh cũng giới thiệu một video rồi, nhưng mà hôm trước là Khanh giới thiệu clip là con nó màu xanh. Hôm nay có về một con màu trắng, thì nhiều anh em rất là thích màu trắng của dòng xe này, thì hôm nay Khanh muốn giới thiệu cho anh em mình dòng xe màu trắng. Đây, trước mắt anh em mình là dòng xe Found Tiger 8 tấn, thùng dài 6.2. Có giá trị rất là hợp lý nha, báo giá luôn cho anh em mình. Giá con xe này chỉ có 640 triệu giá xe thùng. Nhưng mà cái thùng đó là đặc biệt, thùng phải nói là cái thùng này là một cái gọi là một cái điểm cộng lớn dành cho con xe này. Chút nữa Khanh sẽ giới thiệu phần thùng cho anh em mình nha. Thì Khanh giới thiệu sơ về cái phần thông số của xe Found Tiger 8 tấn này cho anh em mình trước. Thì con xe này sử dụng động cơ Yuchai với dung tích máy là 3.660, gọi là 3.7 đi cho nó chẳng nha, 3.7 rất là khỏe. Thùng dài 6.2, bề ngang là 2.130 và chiều cao là 2m. Đó là thông số, những cái thông số quan trọng của con xe Found Tiger 8 tấn này. Tại vì sao Khanh nói là nó là phân khúc rẻ, thì gần như trong phân khúc 8 tấn, nếu mà anh em mua một con xe tải 8 tấn kể cả dòng xe liên danh, nói chung là xe Trung Quốc đó, 8 tấn đổ lên là không có dưới 600 triệu đâu nha. Nhưng riêng cái dòng xe này thì nó chỉ có 640 triệu thôi. Đó, ví dụ như anh em mua cái dòng Jack đi, Jack 8 tấn N800, bây giờ nếu mà giá xe thùng của nó là đã 728 triệu rồi, nó hơn con này tới gần 88 triệu luôn nha. Đó nên là anh em mình, anh mới nói là gần như là cái con xe này rất là thích hợp cho anh em nào đang có nhu cầu mua một con xe vừa phải mà còn tải trọng cao mà cái giá tiền hợp lý, thì cái con xe này là một trong những ứng cử viên sáng giá nha. Rồi, đó là nói liên thiên về cái phần giá cũng như là thông số thôi. Bây giờ anh em mình sẽ tới phần chính cũng như là những clip trước thì sẽ giới thiệu nội ngoại thất của xe này. Thì anh em thấy rồi, màu trắng thì nhìn xe mình rất là đẹp nha. Màu này màu trắng sướng nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Khanh rất là thích màu trắng này. Đó, xe logo Found số 1, đại diện gọi là thương hiệu số 1 về dòng xe liên danh. Thì ở bên Trung Quốc á, thì cái dòng Found này á, là ngoài đường người ta chạy rất là nhiều. Chạy rất là nhiều, như xe VinFast bên Việt Nam mình á. Cái bên Trung Quốc là xe Found này là số 1. Đó là nhà máy rất là tự tin đặt số 1 này nha. Đó, nên là anh em cũng đủ hiểu chất lượng của nó rồi, rất là ok. Chẳng qua những dòng xe liên danh khác về đây sớm hơn dòng xe Found, và họ làm thị trường, họ quảng cáo tốt hơn nên doanh số họ bán tốt hơn. Chứ riêng Found thì anh bảo đảm với anh em mình chất lượng là Found rất là ổn định nha, rất là tốt. Đó, về thứ hai cái phần lưới tản nhiệt, như người ta lưới tản nhiệt á là bằng mũ, thì cái thằng Found này nó làm bằng kim loại luôn nha, bằng sắt luôn nha. Và cái cản cũng là bằng sắt luôn, rất là chắc chắn nha, cực kỳ cứng cáp luôn. Đèn là đèn halogen kết hợp đèn mi cốt pha cho một cụm đèn, phía dưới chân bên ta cũng có cái đèn cản như vậy đó, rất là ok. Đầu cabin thì cabin vuông đó. Cái lúc trước thì cái con xe này anh cũng giới thiệu rất là nhiều, do nó sử dụng máy Hyundai nhưng mà nó tải trọng nó thấp, nó có 6 tấn mấy, 7 tấn thôi, 7 tấn 2, nhưng mà con này giờ lên 8 tấn, nó sử dụng động cơ Yuchai với dung tích máy sẽ lớn hơn là 3.7 lít. Thì giờ anh em mình sẽ qua phần bên hông nha, giới thiệu nhanh cho phần bên hông cho anh em mình. Thì cái phần bên hông thì anh em thấy rồi, cái xe này nó sử dụng cụm gương. Nếu mà nói thì đây là cái cộng gương thì nó hơi thô, nó giống như cái con xe N650 Blade phiên bản 2021 đó anh em. Đó, N650 Blade bây giờ nó đã thay lên cái cụm gương là đẹp hơn rồi. Đó, nó y như cụm gương kia, quay cho anh em coi, quay. Đó, cụm gương nó mới đẹp đó. Và cái con này nó cũng đổi được nha anh em. Anh em nào muốn đổi thì bên công ty Khanh sẽ báo giá và đổi cho anh em mình, hoặc là để vậy đi cũng được, không sao hết. Nó cũng có hai gương chính là anh em, gương phản và gương lồi, như với dòng xe khác thôi. Ở gương lồi thì nó sẽ nhìn bao quát hơn, gương phản thì nhìn trực diện ra phía thùng xe để mà anh em có nhiều cái tầm quan sát hơn. Về phần lớp xe thì con xe này sử dụng cờ lớp rất là lớn, lớp 825/16 này, 825/16, xài lớp cao su mina, lớp trước lớp sau bằng nhau đó. Rồi, qua cái phần thứ tiên mà Khanh nói đầu video, một cái điểm rất là lớn, cộng rất là lớn trên cái con xe Found Tiger 8 tấn này thì chính là cái phần thùng. Thì Khanh xin nhắc lại phần kích thước thùng nha. Thùng con xe này dài là 6.2m, bề ngang là 2.130m và chiều cao là 2m. Đó, tại vì sao Khanh nói là đây là cái điểm cộng, thì anh em thấy đi, con này là thùng tiêu chuẩn không phát sinh nha, là bên công ty Khanh sẽ tặng cho anh em mình nè. Cái khung bao là bằng inox nha, con lươn bằng inox là tay khố bản lề đó, cũng bằng inox luôn. Đó, nếu mà nhìn tổng quan thì anh em mình thấy con xe mình rất là sáng, rất là đẹp, cực kỳ luôn. Đó, như mấy xe khác là còn như là nó bằng sắt nha, khung bao bằng sắt, khung lưu bằng sắt, đó, tay khố bản lề cũng bằng sắt luôn, cái bao trụ này cũng bằng sắt, đó. Nói chung cái con xe này nó lợi thế, tiết kiệm nếu mà
cho nên anh em từ thùng tiêu chuẩn mà anh em sửa lên thế này á, nó phát sinh tầm khoảng 20 triệu nha, phát sinh 20 triệu là anh em mình mới có được cái thùng giống như con xe này. Và cái thùng này thì được do bên công ty Khanh đó là một trong những cái đơn vị đấu thầu mua lô, mua hết nhà máy ra bao nhiêu xe thì bên công ty Khanh sẽ mua hết, nên bên công ty Khanh được cái giá tốt hơn, và Khanh bên công ty Khanh sẽ ưu đãi cho khách hàng là đóng cái thùng này luôn đó. Giá ban đầu là 640 triệu không phát sinh nha, rất là ổn định cho anh em mình, rất là hợp lý. Rồi, cái xe này Khanh giới thiệu rất là nhiều, anh em nghĩ cái xe này trong vòng tầm 640 triệu nó có đáng mua hay không à? Đó, 640 triệu nha. Lớp sau cũng là 800 lớp 825/16, sử dụng gai ngang, cũng như anh em nào muốn gai xuôi thì bên Khanh sẽ đổi lại gai xuôi nha. Đó. Rồi, anh em mình sẽ coi khung gầm nha. Coi khung gầm con này là 8 tấn coi như cầu số khung gầm nhíp rồi này có đủ khỏe để mà anh em có chạy tải không nhá. Như Khanh thấy không biết có đủ chạy hay không, nhưng mà Khanh thấy cái cầu số rất là to, cầu rất là to là Khanh thấy là ok rồi, rất là ổn rồi. Đó, kèm theo đó là phanh hơi lốc kê. Đó, thì một cái hệ thống phanh cực kỳ an toàn. Như lúc trước là nó sử dụng con này sử dụng động cơ Hyundai là nó còn phanh dầu. Đó, nhưng còn nhiều người ta vẫn còn e dè, nhưng mà bây giờ nó chuyển thành phanh lốc kê thì anh em còn chần chừ nữa, điện cho Khanh để mà đặt vào con xe này nha. Rồi, bây giờ chắc anh em sẽ nhìn vào bên trong phần thùng xe một xíu nha. Thì ở sau này cũng giống như những bên hông thôi. Bây giờ anh em mình sẽ nhìn vào bên trong thùng xe. Đó, thùng thì con xe này đóng là thùng sàn phẳng, vách trong là tôn kẽm. Chúng ta sẽ có là 7 bửng mở nha, tổng bửng là 7 bửng mở nha. Khung chuồng heo mình cũng làm bằng sắt hợp, kèo thì kèo cũng làm bằng kẽm luôn. Đó là nguyên bản, thùng nguyên bản của bên công ty Khanh đóng. Bây giờ anh em mình sẽ đi qua bên đây, anh em mình đi tròn một vòng xe luôn nhé. Vì Khanh cũng làm vị nóng nè. Đó, bình nhiên liệu là bằng hợp kim nhôm. Đây, anh em thấy chưa? Nhiên liệu hợp kim nhôm. Rất ổn. Thì con xe này nó có thêm cái bình xử lý khí thải nữa, nước ure. Thì tất cả các dòng xe tải sau này đều phải sử dụng hệ thống khí thải Euro 5 và kèm theo đó là cái bình nước xử lý khí thải ure này nha. Đó, để cho cái động cơ mình nó tốt hơn, nó mát hơn và cái khí thải ra môi trường thì nó thân thiện với môi trường hơn, nó sạch hơn. Đó, thì hiện tượng mà ô nhiễm ngày càng nhiều nên là nhà nước mình bắt buộc phải làm như thế này nha. Bây giờ Khanh sẽ quay cho anh em bên trong phần nội thất xe. Thì con xe này là ghế, là như anh em thấy là ghế da này, ghế da ba chỗ ngồi, nhưng mà cái ghế con này theo Khanh nghĩ là ghế này nó hơi mỏng nha, hơi mỏng nên không biết anh em nghĩ sao, nhưng mà Khanh thấy ghế này nó hơi mỏng. Thế nhưng mà nó dày dày như là mấy dòng xe dắt hoặc là xe đông phen thì nó là ngon, dày thêm xíu. Mặc dù ngầu thì nó cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cái mỹ quan của nó thì vẫn không được đẹp, đối với Khanh là không được đẹp lắm. Đó, phải như mà nó dày hơn và nó làm chủng vô xíu, rồi cái hai bên cái gù này nó cao lên một xíu thì ngồi sẽ nó ôm lưng hơn, cảm giác thích hơn. Đang Thành sẽ bóc tem luôn, xe này ngày mai làm biển số sẽ bóc tem luôn, bóc tem này bán luôn. Đó, logo phao, xe sử dụng là hộp số 6 tiếng một lùi nha. Đây, 6 tiếng một lùi, tần số là rất là gọn nha, rất là không có cao như những dòng xe khác, gọn dễ cầm nắm. Xe này sử dụng phanh hơi lốc kê thì anh em sẽ thấy nó sẽ có đồng hồ hơi ở đây nhé, có hai cái đồng hồ hơi này, có hai cái kim này, thấy không? Đó, nó sẽ có hai cái kim, hai cái đồng hồ hơi. Bên đây chúng ta sẽ có là nhiệt độ động cơ nè, bên đây chúng ta có đồng hồ báo dầu nè, đồng hồ km và đồng hồ vòng tua máy. Ở đồng hồ điện tử này thì Khanh bật luôn cho anh em mình xem là đồng hồ điện tử này, nó sẽ hiện logo chữ phao và cái bình nước ure, hệ thống nước khí thải rồi bình này nọ cái kiểu. Xe trang bị radio, đệm êm, máy lạnh đầy đủ. Con này thì nó sẽ không có giường nằm nha, đây là một cái, gần như là một cái điểm trừ. Tiếp theo con xe này là nó không có cái giường nằm, cabin đơn, cabin chiếc thôi. Con này thích hợp cho anh em mình đi đường ngắn thôi, đi đường tầm khoảng 400-500 cây số quay đầu thôi, chứ đi đường dài hơn thì tốt nhất anh em lựa những dòng xe như có cái giường nằm phía sau thì anh em sẽ đi nó khỏe hơn. Ví dụ chúng ta đi đường dài nó mệt thì chúng ta tắt vào tìm kiếm một chỗ nào cần nghỉ ngơi thì nó rất ok hơn. Ví dụ như là Khanh nói thành rắc N650 Plus hoặc là N800 là những dòng đó nó đã có cabin kép thì nó sẽ khỏe hơn. Thì xe gì Khanh cũng bán chứ không phải Khanh chê xe này mà Khanh khen xe kia. Đó, xe nào nó cũng có cái nhược điểm và cái ưu điểm Khanh nói rõ ràng từ đầu đến cuối, nên là anh em là xem video nếu mà thấy Khanh nói gì chưa đúng thì
thì mình cứ góp ý để mà Khanh rút kinh nghiệm nha. Rồi cái đó là cái phần tổng quan Khanh giới thiệu cho anh em mình về con xe dắt nữa. Đó là con xe Palm Tiger 8 tấn này. Thì anh em nào mà thắc mắc dòng xe gì, hoặc là muốn mua xe hay là còn hỏi về thủ tục xe gì thì cứ gọi cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn cho anh em mình nha. Rồi bây giờ Khanh sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.